Nguy cơ tử vong khi kết hợp tôm với vitamin C. Các nghiên cứu cho thấy món ăn ngon như tôm nếu ăn không đúng cách có thể gây chết người. Vì vậy cần lựa chọn thực phẩm phù hợp sao cho chất này không cản trở sự hấp thu và chuyển hóa chất kia. Cẩn thận khi kết hợp tôm với vitamin C. Theo các nhà khoa học, quá trình hấp thụ và chuyển hóa thức ăn luôn có những tương tác rất phức tạp. Vì vậy cần lựa chọn thực phẩm phù hợp sao cho chất này không cản trở sự hấp thu và chuyển hóa chất kia, phối kết hợp thức ăn hợp lý để cơ thể không vượt quá khả năng tự điều chỉnh, tạo nên các món ăn ngon, bổ dưỡng. Người phụ nữ Đài Loan chết đột ngột với dấu hiệu chảy máu mũi, miệng, tai và mắt do ăn tôm cả vỏ và uống vitamin C cùng lúc. Lý do được giải thích là vỏ tôm chứa thạch tín arsen ăn chung với vitamin C đã xảy ra ngộ độc trầm trọng. Theo các nhà nghiên cứu ở Đại học Chicago, Mỹ, vỏ mềm của tôm chứa nhiều potassium 5 tổng hợp với thạch tín arsenic oxide. Những thực phẩm tươi này không độc đối với cơ thể con người, nhưng nếu ngay lúc đó uống vitamin C thì phản ứng hóa học sẽ xảy ra. Arsenic oxide sẽ chuyển thành ADB arsenic anhydride, là chất thường dùng để vẽ viền vàng các loại bát đĩa. Chất arsenic độc hại sẽ làm tê liệt các mạch máu nhỏ ở tim gan, thận, ruột và biểu mô, gây xuất huyết tai, mắt, mũi, miệng. Phó giáo sư, tiến sĩ, dược sĩ Nguyễn Hữu Đức, khoa dược, Đại học Y Dược, thành phố Hồ Chí Minh cho biết, vỏ tôm không thể chứa lượng thạch tín nhiều đến độ gây độc cho chính con tôm. Ngoại trừ trường hợp rất hiếm là tôm sống trong vùng nước ô nhiễm chứa quá nhiều thạch tín như những nơi sản xuất hóa chất công nghiệp. Tuy trường hợp ăn vỏ tôm uống cùng vitamin C gây chết người ở trên là hy hữu, nhưng các nhà khoa học khuyến cáo tôm là thực phẩm ngon bổ, được nhiều người ưa chuộng nhưng không nên uống vitamin C trước và sau khi ăn vì có thể gây tử vong. Nếu ăn tôm, tép, vắt chanh có ngon miệng thì cũng nên ăn vừa phải, tránh trường hợp đáng tiếc mà ảnh hưởng tới sức khỏe. Ngoài ra, đối với trẻ nhỏ, lưu ý không cho bé ăn tôm sống, cá hay hải sản chưa chín kỹ vì bé dễ mắc bệnh giun sán. Theo các bác sĩ chuyên khoa, ăn tôm là tình trạng đau mắt đỏ trở nên trầm trọng hơn. Không nên cho trẻ đau mắt đỏ ăn tôm. Khi cho bé ăn tôm, mẹ nên bóc bỏ toàn bộ vỏ. Nếu muốn con được bổ sung canxi từ tôm thì lấy phần chân, càng, đầu tôm xay nhuyễn, lọc, lấy nước, nấu cho bé cùng phần thịt tôm là đủ. Vỏ tôm không có nhiều canxi nhưng lại chứa một lượng độc tố đáng kể. Những bé từng bị dị ứng với hải sản cần tuyệt đối kiêng tôm, thậm chí nên rửa sạch cả bát đũa nếu những đồ vật này dùng để đựng hải sản trước đó. Sau khi cho bé ăn tôm hoặc ăn hải sản, sau khoảng 4 giờ mới nên cho trẻ ăn những trái cây giàu axit tannic.